Ok, giới thiệu cho toàn thể anh em một clip chia sẻ về cách xử lý sự cố khi gặp phải một cái bồ cơ đĩa. Thì em thì làm đầu đài ô tô cũng chục năm nay rồi, kinh nghiệm thì em không dám múa rìu qua mắt thợ và cũng không dám ba hoa chích chòe. Nhưng mà em nói luôn, dù sao mình cũng là làm lâu năm thì mình có kinh nghiệm thôi. Mình có kinh nghiệm thôi các bác ạ, chứ cũng không, mình không phải là thằng thợ, thằng thuyền gì cả. Mình nói vui là mình là làm nhiều thì mình biết nhiều thôi. Thì quá trình lao động thì sáng tạo và biết nhiều. Làm nhiều biết nhiều, lao động thì sáng tạo thêm và rút được nhiều kinh nghiệm thôi. Chứ chả qua cái trường lớp gì để sửa chữa hay thay thế phụ tùng gì cả. Mình làm nhiều mình biết nhiều thế thôi. Mình có nhiều kinh nghiệm thôi. Cho nên hôm nay chia sẻ cho anh em những cái gì mình biết. Ví dụ như đây là một bộ cơ em đã tháo ra. Một bộ cơ em đã tháo ra cho anh em xem cấu tạo, nguyên tắc của nó. Đây. Một bộ cơ nó cũng gì cấu tạo, đây là mạch xử lý của nó, không nói này. Trong bộ cơ thì có một con motor đây. Một con motor ở giữa và một con motor đây nữa. Nó cơ bản là nó cũng chỉ có ba con motor để truyền chuyển động và tạo nhịp thôi. Đây, một con motor đây nữa. Tức là tạo phần cơ học ra đĩa vào đĩa này. Motor quay này. Cái quan trọng nhất của anh em nhìn này. Ví dụ như khi mình đút đĩa vào đây này. Cái nhịp của nó này. Đây, đút đĩa vào, cái chỗ này là chỗ đút đĩa vào nhé. Thì đút đĩa vào là phần dưới này. Đây, phần dưới này đây. Cái này là bình thường là lắp vào đây. Em tháo ra rồi, cái cơ này là lắp vào đây. Nhiều khi trong quá trình xử lý của nó sẽ bị sai tầm, chật bánh răng. Hoặc là một lý do nào đó vận chuyển chật tiệc bánh răng. Một người kiên nhẫn thì cần phải nhẹ nhàng mở ra, sắp đặt lại. Đây, con quá trình của nó này. Khi đây em tay hơi rung đi. Đây này. Anh em nhìn ba cái công tắc ở đây này, ba cái công tắc đóng ngắt nó đấy, đây chính là ba cái công tắc đóng ngắt, 1, 2, 3 ra vào đĩa, nó đóng ngắt ở đây này, chuyển đồng đây, bánh răng đây, không có gì cả, nhưng mà mình phải kiên nhẫn đây này, mình phải kiên nhẫn thôi, mình lắp vào tất cả nó chuyển đồng và các thứ ở đây đấy, từ những cái bánh răng này. Và cái thanh này, cái thanh này là cái thanh để đưa đĩa vào đĩa ra đĩa đây, cũng lắp vào đây. Đấy, tóm lại là em quay qua để bà bạn biết là mảnh dàn mổ xẻ một cái mâm đĩa này ra. Đây đây. Cho anh em xem thực tế, không có gì phải ngại khi anh em sửa nhá. Đây. Cái cấu tạo của nó đây. Đây. Một cái motor để đưa mắt laser chuyển động. Đấy, một con motor để quay đĩa. Mặt laser đây. Không có gì cả. Nhưng phức tạp ở vân sắp đĩa. Đây này. Anh em nhìn này. Đã. Khi mình bỏ đĩa vào thì cơ một tay quay nó hơi khó. Như là em tháo ra rồi thì anh em biết là như thế này. Đấy, cho đĩa vào thì cái motor nó cặp vào đây. Đây. Cái motor nó cặp vào đây. Hiện giờ sắp tới em sẽ chế con cơ này bằng cách là em bỏ một nửa, em bỏ một nửa phần này đi các bác nhá, em bỏ một nửa phần này đi, em sẽ chế cái con này chơi trần. Tức là gì, cái mạch của nó là đây rồi, mình chuyển tín hiệu lên main, còn cái mạch xử lý của nó đây. Và em sẽ đầu tắt mấy cái công tắc này. Sau đó em để cái cơ trần. Em sẽ để một cái cơ trần. Em chế một cái sản phẩm chạy cơ trần. Bỏ cái phần này, không, phần này không quan trọng. Phần này là phần vào để giúp đưa đĩa vào đĩa thôi. Thì bây giờ mình chạy cơ trần. Chạy phần cơ trần là gì? Tức là mình lại dùng bằng tay. Muốn bỏ đĩa, thay đĩa thì mình chỉ cần lấy cái này lên, rút đĩa ra. Còn mình đóng điện là nó quay rồi. Đóng điện nó đọc là nó sẽ chạy. Đấy.